Bé Mon nhà mình năm nay 3 tuổi. Thời gian trước đây thì bé nhà mình rất là hay bị ốm vặt do là bị viêm họng và viêm amidan. Và bé lại hay quấy khóc, không chịu ăn uống và không chịu ngủ, dẫn đến tình trạng là bé bị sụt cân và suy dinh dưỡng. Hệ tiêu hóa thì lại rất là kém, hay bị sốt và miệng của bé có cái mùi chua ấy và hơi thở rất là nặng mùi. Mình có cho bé đi khám bác sĩ thì bác sĩ kết luận là do bé nhà mình bị sâu răng, dẫn đến tình trạng là bị viêm quanh cái cuốn răng ấy, và răng thì bị những cái lỗ nhỏ, một vài cái thì nó lại bị đen và xung quanh lợi thì cứ bị viêm sưng và tấy đỏ lên. Nguyên nhân chính là do bé nhà mình rất là thích ăn những cái đồ ngọt như là bánh kẹo, sô cô la, và ăn xong thì lại không chịu súc miệng. Mà khi mà ăn xong ấy thì cái thức ăn thừa nó bị dính lại ở kẽ răng, mà cứ để lâu dần thì dẫn đến tình trạng là bé bị sâu răng. Bác sĩ cũng có kê đơn thuốc cho mình và dặn là phải chăm sóc cái sức khỏe răng miệng cho bé thường xuyên và đúng cách. Tuy nhiên là do bé nhà mình còn quá nhỏ thì không thể nào mà bé ý thức được cái việc đánh răng hay là vệ sinh răng miệng như thế nào cho đúng cách. Và bản thân mình thì cũng rất là bận, cho nên không thể lúc nào cũng kè kè bên bé để vệ sinh răng miệng cho bé được. Chính vì thế mà cái việc chăm sóc răng miệng cho bé trở nên rất là khó khăn. Và đặc biệt là buổi tối nào mình cũng rất là vất vả bởi cái việc là phải đánh răng cho bé, nhưng mà bé lại không hợp tác. Mình cũng có thay đổi những cái cách làm thế nào để cho con mình nó thích thú với việc đánh răng hơn. Ví dụ như là mình đã thay đổi những cái bàn chải, các loại hình thù ngộ nghĩnh để cho bé thích. Và cũng có cả thay đổi cái kem đánh răng, các cái vị hoa quả cho bé, làm thế nào cho bé nó thích thú hơn. Mà bé cũng không chịu hợp tác. Có những lúc nào mà nịnh cô cậu lắm thì cô cậu cũng hợp tác, nhưng mà chỉ đánh răng qua loa và rất là ẩu. Cứ cho cái bàn chải vào một tí rồi xong là xúc miệng nhổ ra luôn. Hơn nữa là tâm lý của mình và chồng lúc đó thì khá là chủ quan, cho rằng là răng sữa sau một thời gian nữa thì sẽ thay răng mới đẹp hơn. Nên là hai vợ chồng rất là lơ là trong cái việc là chăm sóc sức khỏe răng miệng cho con. Và mình cũng không chịu nhắc nhở cho con vệ sinh răng miệng thường xuyên. Để đến khi là con đã bị sâu răng rồi cho đi khám bác sĩ thì bác sĩ còn nói, thì mình mới nhận ra rằng là cái hàm răng sữa ấy, nó chính là có cái chức năng nhai và giữ chỗ cho răng vĩnh viễn mọc lên. Chính vì thế mà cái hàm răng sữa nó được đầy đủ và bình thường ấy, thì cũng sẽ định hướng được cho cái xương hàm nó phát triển một cách tốt nhất. Chính vì thế mà từ đó mình đã thay đổi cái tư duy của mình, tìm một cái phương pháp nào để chăm sóc sức khỏe răng miệng cho con một cách đúng đắn nhất. Mình có chia sẻ cái câu chuyện của mình cho những bố mẹ mà có con bị sâu răng giống như con của mình, thì được các bố mẹ có chỉ cho là dùng cái sản phẩm xịt chống sâu răng Medkit này. Bé nhà mình ấy thì từ một bé rất là lười đánh răng thì nay đã chủ động đòi đi đánh răng để được xịt Medkit. Và mình thấy cái sản phẩm này rất là hay. Nó có cái mùi kiểu thơm thơm của hoa quả ấy, và có cái vị ngọt ngọt tự nhiên, cho nên bé nhà mình rất là thích xịt. Và mình cũng có tìm hiểu thì được biết là cái sản phẩm này có cái thành phần thảo dược từ thiên nhiên, ví dụ như là chiết xuất từ trà xanh này và tinh dầu hương nhu tía. Đặc biệt là có cái thành phần Ovoprodone DC này này, đó thì được nhập khẩu từ Nhật Bản và có chiết xuất từ lòng đỏ trứng gà, nên là rất an toàn cho trẻ em và phụ nữ mang thai cho con bú. Bé nhà mình sau khi sử dụng xịt Medkit này được khoảng hết một lọ này, thì mình thấy là cái hiện tượng sâu răng của bé đã thuyên giảm hẳn. Mình thấy cái men răng của bé nó cứng hơn này, và nó cứ bóng bóng ấy. Đó thì mình thấy là răng lợi khỏe hơn, và bé đã không còn quấy khóc nữa và ăn uống rất là hợp tác, ăn ngon miệng. Mình thấy thích nhất là cái hơi thở của bé đã không còn bị hôi như trước đây, và cái hiện tượng bị viêm họng và viêm amidan đã thuyên giảm hẳn. Nên là cũng qua đây mình lưu ý với các bố mẹ, các bậc phụ huynh mà có con bị sâu răng thì rất là nên điều trị kịp thời cho con, để tránh cái tình trạng là làm cho cái quá trình bị sâu răng của con nó ảnh hưởng nặng hơn và làm cho con bị mất răng sữa quá sớm. Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái thẩm mỹ khuôn mặt của con này, và làm giảm sức nhai, cũng như làm ảnh hưởng đến quá trình mọc răng vĩnh viễn. Và mình nghĩ là để có một hàm răng khỏe mạnh cho bé thì các bố mẹ nên tập cho con có cái thói quen chăm sóc răng miệng từ nhỏ, và rất là nên thăm khám định kỳ cho con để phát hiện cái tổn thương về răng, và từ đó mình có cái hướng điều trị kịp thời giúp cho bé tránh được những cái tình trạng cũng như là những cái bệnh lý về răng. Chúc các bố mẹ và các con luôn có một hàm răng khỏe mạnh cũng như là một sức khỏe dồi dào, gia đình luôn hạnh phúc các bố mẹ nhé.